Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh The Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tên chùm cuối của cái cửa khó khăn luôn, cái cửa khó nhất trong cái sự kiện Advent 66 nha các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ thử sức tem bạn xem đội hình của mình có cầm cự nổi hay không đây. Wow, action. Cuộc chiến sẽ được phép bắt đầu vào bây giờ. Một hit một em. Một cái khều nhẹ. Ây cha, đang khá là căng não luôn. Tên bạn đang còn 5. Mạnh dễ sợ, đẳng cấp Legend của tên bạn không phải dạng vừa rồi. What? Một em đã phải ngã xuống rồi các bạn à. Wow. Anh bạn chuyển mình của chúng ta vừa hốt thành công Silly đến từ tên bạn. Ây, lại hồi được một lượt đánh à. Cái này chơi như vậy không có đẹp rồi men à. What? Ngã ngựa. Chúng ta cần phải hạ gục knock out cái em này. Nếu như mà nó hồi lượt đánh lại là mình chịu không nổi. Chúng ta sẽ hốt luôn cái bé này nha. Hốt cái bé này đi. Đúng rồi. Giờ tới em này. Căng ghê chưa. Thật sự mà nói thì đội hình tên bạn khá là mạnh mẽ luôn. Rồi ba, giờ còn 2-1 nè. Yes, chiến thắng ngọt ngào. Victory nha. Ủa vậy là cứu chưa? Vừng ơi mở ra. Ủa vẫn còn hả? Chết em rồi. Tiếp theo đi, đội hình này không biết đấu lại hay không. Chơi luôn các bạn à. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng giải cứu cái em này. Đưa em ấy về team mình mới được. Em này thì 2 ngôi sao vàng luôn cơ, sức mạnh vô cùng ớn ăn. Và để đưa em ấy được về team thì chúng ta phải trả một cái giá khá là đắt đỏ luôn. Wow, 17.000. 6-1 các bạn à, lượng máu team bạn còn hơn nửa cây. 18.000. 39.000 một hit luôn, thật sự khá là cay và dường như bé ra rồi của mình trắng máu rồi. Chú ấy không hề tha, chú ấy đè quýnh cho tắt thở thì thôi. Càng dễ sợ, bây giờ tới bé đông ghi lượng máu mình đang tụt từ từ. Tên bạn đang đỏ máu rồi. Nguy hiểm quá cơ. Wow, đông ghi đã phải ngã xuống rồi các bạn à. Bây giờ thì đến với cái gì đây? Tên bạn đang cố gắng quýnh bé Dragon ngọc trai của mình. Lên dễ, và đây là chiến thắng cho Team Hunter Channel. Và mọi người ơi, em mà chưa subscribe Hunter thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha. Để khi mà Hunter ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và đừng quên hãy like, ủng hộ Hunter với. Và bây giờ thì món quà của chúng ta đây. Chính xác là món quà của mình. Nhận tiền 220 mạnh. Quá tuyệt vời luôn đúng không nào. Wow. Còn ở đây thì sao? Ở đây thì chúng ta có những gì? Đây là cửa trung bình. Oh, what? Con này là mình cũng có bé này nữa nè. Ôi trời ơi, một chú bó rất là ngầu như bà bầu luôn. Đúng đỉnh. Nhưng mà với đội hình khá là cứng của mình thì dường như team này nó không có nghĩa lý gì cả. Rồi, tiếp theo. Hãy xem của chúng ta còn mấy cửa nữa sẽ xong cái cửa này. Một cánh cửa. Chỉ còn một cánh cửa thôi và mình sẽ cứu thêm được một bé nữa. Tuyệt vời. Đây, anh ta sẽ tranh thủ đẩy. Vì sự kiện này sắp hết rồi. Nếu như mà mình không chơi đó thì mình sẽ không có nhận được. Cho nên anh ta quyết định chơi khô máu luôn. Wow, lưỡi hái tử thần đến từ các anh bạn. Thần chết. Ây cha cha, 12.000 luôn kìa. Wow, còn là hàng VIP không hàng các bạn. Căng dễ sợ chưa. 19.000 luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ hốt bé nào đây. Bé ếch con cuối cùng à.
2. Wow, bé này là bé ếch con nha các bạn. Hốt hàng nào anh ơi. Victory. Okay. Xem nào, món quà của chúng ta sở hữu sẽ là cái gì đây? 20 mảnh. Tiếp chiêu luôn. Đây là sự kiện 66. Cái con gì mà đẹp hết luôn các bạn ơi. Wow. Đây cái con này là mình thấy rất là đẹp luôn, mình đang bấm vào nó và tay mình sẽ đập nó. Oh, đúng đẹp luôn á. Wow, đó không biết con đó là cấp gì ta. E hả? Chỉ là cấp E thôi mà sao đẹp dữ vậy. Rồi, hiện tại thì tay mình đang còn 6 em, vẫn chưa em nào dưới nửa cây máu. Quay tay đến từ sọ rong. Team The Woman lên dễ nè. Ôi, quýnh con nhâm thạch hả? Tới nào quýnh cái bé Team The Woman này chứ. Rồi, hốt hàng em luôn. Victory. Lâm tiên. Wow, chúng ta gần đến cái cửa rồi nè. Ok. Rồi, sắp tới cửa rồi, mà phải xài tiệt chiêu vừng ơi mở ra nữa. Chơi hết mình luôn. Đây, chúng ta lùa cho nó sợ mình mới được. Bật tốc độ nhân 3 luôn nha các bạn. Tốc độ này thì khỏi phải bàn và cãi luôn. Nó quýnh hơn phim Hồng Kông nữa. Wow, một anh bạn Spider-Man kìa. Spider-Man người ta biết bay, còn anh này thì đi dưới đất. Cũng là một dạng siêu anh hùng nhưng mà không giống người khác. Wow, em này đẳng cấp gì vậy ta? L luôn à. Phải chi rằng cho chú ấy ra sự kiện để mình có thể hốt được nhỉ. Đây, cánh cửa cuối cùng đã được mở và bây giờ chúng ta sẽ lao thẳng đến phía trước nha. Giải cứu một cái baby. Wow. Thần bút à, nó cầm nguyên một cái cây bút khổng lồ. Quýnh tốc độ bàn thờ luôn. Wow, tính ra em này cũng trâu phết chứ. Chịu được 3 đòn luôn. Rồi, để xem mình còn mấy cửa nữa là chúng ta sẽ giải cứu được em nữa ta. 3 cửa nữa. Bé yêu à, hãy chờ HNT đến đây. Sa tăng súng nước luôn các bạn à. Một lượng nước khổng lồ đã được bắn ra. Ây cha cha, cô nàng mặc váy xanh vừa bị thả thính thành công. Miss Hy luôn. Wow, căng quá cơ. Rồi, món quà gì đây? Open. Tới luôn. Để xem mình sẽ giải cứu bé này như thế nào nha. Ây chà, đằng này có bé ma mút nữa kìa. Một thân hình khổng lồ cùng hai cái sừng chà bá lửa. Wow, bé ma mút này mạnh phết luôn ấy. Căng quá. Wow, bé ma mút hốt thành công một em luôn. Tính ra con ma mút lại là cái con cuối cùng bị hạ. Wow, mở ra nào. Wow, 66 tiếp tục đại chiến nha.
Ok và các bạn ơi, ai mà chưa subscribe kênh channel thì nhớ cho mình một subscribe nha. Hãy đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà Anh Tê ra video hoặc là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và đừng quên like ủng hộ hai Anh Tê với nha mọi người. Wow, căng quá cơ. Và video này cũng khá là dài rồi, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Còn giải cứu bé này thì chắc có lẽ là ở tập sau nha.